Xin mến chào của cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Vậy rồi hôm nay thì kênh của em có đến với cửa vườn mai của chị Thủy ha, địa chị ở Vĩnh Thành, Chà Lách, Bến Tre. Để hôm nay vườn của chị Thủy có lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cái mai giống mai ghép giống cho mình lại ha. Phong tàn thông mà gọn nhỏ gọn đó cô chú anh chị ha, cho cô chú anh chị mình sưu tầm về mình chà tách năm 2025 ha cô chú anh chị. Giá cực kỳ yêu thương luôn. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho vườn của chị Thủy nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn chị Thủy để chị Thủy chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Dạ rồi, em chào chị Thủy ơi. Rồi hôm nay đến với kênh Mai Vàng Bánh Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa để xem kênh nha. Hôm nay đến với kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình lô mai này để về mình chơi Tết năm 2025 hoặc là tầm thả vườn gì cũng được nha. Rồi. Cái lô này thì nó tàn thông lùng á, nên đẹp. Đầu clip hôm nay em giao lưu mã số 1A nha cô chú anh chị. 1A là một cây siêu bông mình lợi nha. Cái tàn rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Quỳnh thân được 21. Rồi. Chiều cao 66. Tán ngang 64. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá 550 thôi nha. Rồi, mình đã cây luôn hết chị. Rồi. Cây mã số. Tiếp theo mã số 2A nha cô chú anh chị. Rồi. 2A đây cũng là một cây siêu bông mình lợi nữa ha. Đó. Dạ, cái tàn dễ thương cô chú anh chị ha. Quanh thân 21. Rồi. Chiều cao 72. Tán ngang là 60. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu với chú anh chị em gần xa mình là 650 thôi nha. Rồi 650 ha. Rồi. Rồi cây cây mã số 3A. Tiếp theo mã số 3A nha cô chú anh chị. 3A đây là một cây nhị hoàn toàn nha. Cái tàn dễ thương của chú anh chị ha. Rồi, năm số cái này luôn hả chị? Quỳnh thân 15. Rồi. Chiều cao là 89. Tán ngang 75. Rồi. Rồi cái này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 650 thôi nha. Rồi, 650 ha. Rồi. Rồi mình đợi cây nha. Cây mã số 4A. 4A đây là cây siêu bông mình lợi nha cô chú anh chị. Rồi, cái này cái tàn cũng xinh xê dễ thương lắm nha cô chú anh chị. Rồi, cái này dán trực tàn thông cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị em nào thích mấy cây tán trực tàn thông thì mấy cây này đẹp lắm. Rồi. Bình thân được 16,5 tính 16. Rồi. Cái này nó còn non rồi cô chú anh chị ha. Rồi mình chăm là mình chơi tết thôi. Chiều cao được 99. Ha. Tán ngang 82. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 650 thôi nha. Rồi 650 bao ship ha. Rồi. Rồi. Mã số. Tiếp theo mã số 5A. Rồi. 5A đây cũng là một cây siêu bông mình lợi nữa nha cô chú anh chị. À, cái tàn quá trời đã luôn cô chú anh chị ha. Tàn xung xe luôn cô chú anh chị. Cây đi đọt nè. Rất là ok luôn cô chú anh chị ha. Hoành thân được 22,5 tính 22. Rồi nút ngủ nè. Chiều cao là 94. Rồi. Tán ngang là 75. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 700 ngàn em bao phí ship nha. Rồi mày đã cây luôn hả chị. Cây mã số. Tiếp theo mã số 6. 6A. Rồi. 6A đây cũng là một cây siêu bông mình lợi nữa nha cô chú anh chị. À, cái tàn quá trời đã luôn cô chú anh chị ha. Tàn tròn dày tàn ấm tàn cực kỳ luôn cô chú anh chị ha. Mấy cây này lùng lực mà cây này cây nào cũng đẹp hết trơn. Rồi. Không số luôn hả chị. Bình thân được 24,5. Tàn ấm cực kỳ ha. Bày tàn rất là dày nha cô chú anh chị. Chiều cao là 84. Rồi. Tán ngang 84. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 950 thôi nha. Rồi mình đợi cây luôn ha. Rồi. Cây mã số. Tiếp theo mã số 8A. Rồi. Tàn khủng khiếp luôn cô chú anh chị ơi. 8A đây là một cây siêu bông mình lợi nữa nha. Đó. Tàn khủng khiếp cái tàn. Rồi không số nữa chị. Rồi lùng lực ha. Quanh thân được 23. Rồi. Lúc ngủ non đều ghê luôn ha.
chiều cao 66, tán ngang là 66. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 6 tầm rưỡi ha. Rồi, đợi cây luôn ha. Cây mã số. Tiếp theo mã số 9A. Rồi. 9A đây cũng là một cây siêu bông mình lại nữa nha cô chú anh chị. Rồi, cái này là của chính chị ha. Không số đó hả chị? Quanh ta điểm này được 23. Rồi. Chiều cao 729. Tán ngang 65. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá chỉ 600 thôi nha. Rồi, 600 ngàn ha. Có 10A. Tiếp theo mã số 10A. Đây 10A cũng là một cây siêu bông mình lại nữa hả cô chú anh chị. Rồi, cái tàn quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Cây tàn thông ha, thấu thân thấp luôn cô chú anh chị Nụ ha. kim đều hết rồi. Cây bông nụ được chim được đều gan hết trơn cô chú anh chị ha. Cái này cho tá thoải mái mình ha. Có đế luôn cô chú anh chị ha. Hoành thân được 21. Rồi, nè, nụ kim lên rồi cô chú anh chị ha. Chiều cao là 85. Rồi. Tán ngang 80. Rồi cái này em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 800 thôi nha. Rồi, cái này cuối đấy luôn hả chị? Rồi đây cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Em xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em nha. Thì em xin nhắc lại địa chỉ của em là ấp Phú Hội, xã Chánh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ha. Và số điện thoại em 0348322142 nha cô chú anh chị. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Thủy ở những clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình xem thấy cái nào giá hợp lý mình ủng hộ cho dùng của chị Thủy nha. Em xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ạ. À.